Vâng, chào tất cả chị em mình đã đến với kênh của Huyền nha. Lại là em đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái kem dưỡng trắng da ngừa mụn màu thâm của công ty Miden nha chị em mình ơi. Một hộp như thế này là chỉ có 130.000 và 12 gram. Mình sử dụng khoảng hơn một tháng chị em mình. Da chị em nào mà muốn vừa dưỡng trắng vừa muốn mờ thâm giảm mụn thì mình sử dụng cái kem này nha. Nó chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên như sữa non và sữa tươi thiên nhiên, rất an toàn và lành tính, cho nên đó chị em mình đó cứ việc yên tâm sử dụng nha. Cái này là có hàng sẵn tại shop em luôn. Chị em mình mua hàng thì liên hệ với em qua số điện thoại Zalo hoặc Facebook của em nha chị em mình. Cái chất kem bên trong của nó là cái chất kem nén, nhưng mà khi thoa lên da của mình á, nó sẽ không có thấy dần kem, cho nên chị em mình cứ yên tâm sử dụng nha. Đây ạ, cái mùi thơm nhẹ nhàng rất là dễ chịu luôn. Em sẽ lên những sản phẩm tiếp theo, mong là chị em mình sẽ đón nhận kênh của em nha. Chào mọi người và hẹn gặp lại, chúc mọi người ngày mới vui vẻ.